đi nha. Dạ. Có thì gọi. Dạ. Lẹ lên đi. Trên nó thấy nó rẻ xẹp rõ không? Dạ rõ. Rút ra xong cái loại cái u này. Tôi rồi vừa mới rút xẹp hai cái nang là cái loại được cái u này.
Đây là 5-6 cái nang lúc. Lần kim qua da thôi, mấy cái đang gần nhau mình rút được là luôn, không có bệnh nhân không bị đâm mấy nhát. Do chị suy nó mạch máu chứ không phải là cái nang nó có máu. Phê không? Nang quá trời nó bự. Mà rút ra nó sẹp nữa. Đã. Thank you.
xong thì sẽ thấy cái ngực nó có căng căng, nó đau đau á, do kim á, nó chích vô á, đi qua bên đấy nó sẽ cứ lưng. Nhưng mà cái đó thì dài được ngày nữa thì nó hết á. Thì bây giờ mình lựa những cái răng bội nhiễm, cái răng mà dịch lợn cợn mà nó nhỏ, nó dịch lợn cợn mình lấy ra. Thank you.
xin nè, ăn pha nè, cái xin sáng trưa chiều 3 lần nè, ăn pha nặng với lưỡi sáng trưa chiều nè, tim cá sáng trưa chiều nè. Bạn ăn đồn cho 5 ngày rồi sau đó cho cổ 2 tháng có gì nè. Chắc tái khám trước Tết nha. Để kéo luôn. Để nào mà to rút tiếp rồi ăn Tết. Dịch thì dịch nhảy. Dịch nhảy là hơi lâu. Dịch đơn thuần nó thì bỏ kia nhớ rút cái rạc cái sẹp nó hết rồi. Dịch nhảy á, dịch mà dịch đặc á thì nó ra từ từ. Rồi, tắt đi nhỉ.